The perfect combination of might and magic. Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tôm Mỡ, và chúng ta sẽ cùng review cái trang phục của cái vị tướng Yuuzhan, cái trang phục hội viên đánh sao siêu điệp viên của cái anh chàng này. Và chúng ta có thể thấy là ở thời điểm hiện tại, nếu như anh em đã nhìn cái tiêu đề video clip của Mỡ, Mỡ đã nói rất rõ với anh em rồi là chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu cái trang phục này free đối với 200 cái mảnh skin hiếm. Nói thật với anh em là 200 cái mảnh skin hiếm anh em có thể kiếm rất dễ dàng trải qua một cái thời gian anh em chơi, và anh em không cần phải bỏ bất kỳ một cái xu nào. Nếu như mai bây giờ anh em vào anh em chơi ấy, là anh em chỉ cần có chai hát, anh em có kiếm những cái mảnh skin hiếm, cái mảnh skin màu tím ấy, và đủ 200 mảnh, anh em có thể đổi lên được cái trang phục Yuuzhan siêu điệp viên này. Thì ở cái trang phục Yuuzhan siêu điệp viên này, như anh em có thể thấy là cái vị tướng Yuuzhan này sở hữu cho mình đó là một cái mái tóc màu xanh. Xanh này hình như là gọi là hơi mang tính chất xanh dương, xanh nước biển, nhưng mà màu nó nhạt đi một chút xíu anh em. Và những cái kỹ năng của cái vị tướng Yuuzhan này, những cái phi dao của anh ta là nó cũng làm cái màu xanh, nó hơi gần giống cái màu xanh lá cây anh em ạ. Đó, cái màu xanh cứ lai lai kiểu gì anh em. Đó, và cho nên là Mỡ đánh giá là đây là một cái skin Starlight hội viên đánh sao, mặc dù nó không quá đẹp như là Yuuzhan bọ cạp này, rồi thì những cái Yuuzhan ví dụ như là Yuuzhan của K, Yuuzhan KOF anh em, nhưng mà đây là một trong những cái trang phục mà anh em có thể sở hữu bằng cách free của cái vị tướng Yuuzhan này. Nó sẽ mang đến cho anh em một cái trải nghiệm nó rất là khác. Ngày xưa thì theo như Mỡ được nhớ ý, vì đây là cái hội viên đánh sao, cho nên ngày xưa khi mà sở hữu cái trang phục này anh em sẽ phải bỏ ra khoảng độ 180 đến 200 nghìn Việt Nam đồng để mà sở hữu. Nhưng mà không, bây giờ anh em có thể sở hữu nó free ở trong shop mảnh skin hiếm anh em ha. Và đây chính là cái gameplay mà Mỡ muốn mang đến cho anh em về cái vị tướng Yuuzhan siêu điệp viên. Khi mà chúng ta nhắc đến cái từ siêu điệp viên ấy là chúng ta sẽ nhớ đến những cái kiểu dạng là điệp viên 007 này, xong rồi điệp viên không không thấy đúng không? Ok, thì ở trong cái video clip này thì Mỡ sẽ mang đến cho anh em một cái chỉ số KD, dĩ nhiên nó không thể nào gọi là 007 hay 008 được. Me như thế thì điệp viên này sida quá anh em ạ. Điệp viên này không ổn. Điệp viên qué thì 007 không thấy, không là mạ gục. Cho nên là cái số đầu tiên chắc chắn là không thể nào là cái số 0 được anh em ạ. Bắt buộc đó phải là điệp viên gọi là 1001 hoặc là 90 mấy, nhưng nghe nó phải hoành tráng anh em. Ok, và ở đây đang có một cái tình huống Yuuzhan đang đối đầu với cả Hayabusa. Anh ta sử dụng cho mình đó là cái từ giết ảo ảnh, nhưng mà Hayabusa anh ta mới chỉ có cho mình đó là cái level 3 thôi. Anh ta đã lùi về ở trong cái tình huống này rồi, và Mỡ có cho mình level 4, nên là ngại gì bố con thằng nào anh em. Ở trong cái trận đấu này thì Mỡ không đi cùng với bất kỳ người chơi nào cả. Chỉ có hàng Nga đi cùng với cả Kufra thôi. Cái anh chàng Kufra này thích mấy em loli anh em ạ, cứ thích tay to ấy, đi cần với cả mấy em loli đấy thôi. Cho nên là Mỡ sẽ sử dụng vị tướng Yuuzhan này, sẽ liên tục sở hữu cho mình đó là cái con búa xanh để tăng khả năng hồi mana cũng như kỹ năng. Đây rồi, có ở đây đó chính là Savannah này. Ở đứng giữa đang có cho mình đó là cái vị tướng Valier, sẽ không lao vào đâu. Cái phát vừa xong mà Kufra hất tung được Valier là Mỡ vào á. Tại vì cái con Valier này nó còn có cho mình đó là cái kỹ năng đẩy ngược lại, cho nên là Mỡ phải chờ hất tung thì Mỡ mới lao vào được cơ. Còn không thì thôi, say goodbye anh em ạ. Rồi, ở trong cái vị tướng Yuuzhan thì như anh em có thể nhìn thấy là ở trong cái trang phục này là chúng ta có thể thấy rõ được cái hiệu ứng đến từ cái kỹ năng thứ nhất, đó là cái kỹ năng phi đao, và cái kỹ năng thứ hai đó là cái lưỡi gươm sát thủ, thì nó đổi thành tông màu xanh. Đó, Mỡ vừa thi triển cái hai cái kỹ năng này và sử dụng cái chiêu cuối hào quang sát thủ. Thì cái chiêu cuối hào quang sát thủ của cái vị tướng Yuuzhan này thì nó không thay đổi quá nhiều, và chúng ta không thể kỳ vọng quá nhiều vào một cái trang phục hội viên đánh sao đã có từ rất rất lâu rồi anh em ạ. Ở đây, găm dao vào vị tướng Valier này, sử dụng cho mình đó là cái kỹ năng thứ hai, nhưng mà Valier anh ta có vẻ như là đang gọi là đang chờ Mỡ bay vào, bởi vì có thể sau lưng anh ta hình như là có người. Và cái set trang bị của cái vị tướng Yuuzhan Mỡ sẽ để ở góc dưới bên trái cho anh em xem. Và đây là cái set trang bị để anh em hoàn toàn có thể trở thành một tay to gánh team ở trong cái trận đấu này. Thì quay trở lại đối với diễn biến thì đây chính là cái con mồi để mà Mỡ có thể lao vào với hai cái kỹ năng của mình để mà hạ gục từ từ. Rồi ok, cứ rình dập con cá mập tí này, cứ núp lùm tí nào, ui một cái pha bay vào hất tung và hư vô đến từ vị trí của Kufra. Mà chắc chắn trong cái trường hợp này là sẽ có một cái mạng hạ gục dành cho anh chàng Hayabusa, nhưng mà ai là người ăn mạng hạ gục thì chỉ có thể là Mỡ chứ còn là ai anh em. Một cái pha lao vào sử dụng hai cái combo quá nhuần nhuyễn, đó là cái găm dao đến từ cái phi đao là chiêu 1, và cái kỹ năng thứ hai đó là cái lưỡi gươm sát thủ. Và sau đó là Mỡ sẽ di chuyển ra cùng với đó là Kufra và em hàng Nga loli rất là bé xinh xinh, lấy đi cho mình đó là cái con rùa thần này. Cái búp rùa thần nó sẽ cho Mỡ đó là cái giáp ảo. Đây rồi, ở đây có cho mình đó là Ranger, lao vào là rõ kèo và bị cấm lặng, nhưng mà không sao, hết cấm lặng là hào quang sát thủ áp sát vào cái vị tướng Ranger và găm dao me nó tắt đèn tối thui anh em ạ. Và cuối cùng mạ hạ gục đã dành cho cái vị tướng hàng Nga rồi, cái vị tướng Chang Ngư. Nếu như mà anh em có tham dự những cái trận đấu rank ý
thì cái con hàng Nga này nó không đọc là hàng Nga đâu, nó đọc tên khác anh em ạ, đọc là Trang Ư Ư Ư Ư Ư Ư, cái của Mư anh em ạ, Ư chả liên quan gì đến cái tên nó luôn. Ok, tiến hành móc cua đến từ vị trí của Gilson là mỡ này, dụ cho mình đó là cái trang phục siêu điệp viên. Siêu điệp viên này đang là siêu điệp viên 102 anh em ạ, một cái siêu điệp viên có 102 luôn. Ôi dồi ôi, cái chỉ số KDA này chuẩn anh em ạ, siêu điệp viên lại có 102. Rồi, đây, ư ở đây có cho mình đó là Valia tìm bạn này, vào cho anh em cái trụ này mất là mỡ sẽ vào này, găm dao trong hư vô thôi. Mà năm dao đầu tiên này, hào quang sát thủ, năm dao tiếp theo tốc biến, nhưng mà thoát thế nào được? Mạng thứ hai dành cho mỡ ở trong cái trận đấu này. Gilson bây giờ của mỡ đang là Gilson siêu điệp viên 202 rồi anh em bạn. Rồi, di chuyển núp lùm ra bụi một tí nào để mà tiến hành găm dao trượt rồi, bởi vì anh chàng Ranger anh ta đã sử dụng cho mình đó là cái kỹ năng lướt thứ hai để mà anh ta tẩu thoát đi trong tình huống sau. Mỡ sẽ di chuyển về phần rừng bên mình, lấy đi cho mình đó là cái con bùa xanh này để mà gia tăng cái khả năng hồi chiêu cũng như là cái khả năng phục hồi đến từ cái con bùa xanh này. Nếu như anh em nào chưa biết thì cái bùa xanh ở meta hiện tại của Mobile Legends nó sẽ cho anh em hai tính năng ha. Thứ nhất là nếu như mà anh em hạ gục bất kỳ mục tiêu nào thì nó sẽ cho anh em cái khả năng hồi máu tương ứng. Đó, hạ gục tướng thì sẽ cho hồi máu nhiều hơn này, rồi thì hạ gục lính ngoài len cũng như là quái vật trong rừng. Và cái thứ hai đó là giảm thời gian hồi chiêu và giảm cái lượng mana tiêu tốn. Đây ở trong cái tình huống này là đang ba thành viên đó là hàng Nga, đó là Khufra cũng đó là mỡ, chắc chắn là sẽ có một cái pha lao vào đến từ vị trí của Khufra trong tình huống này, hất tung được đó là cái cô nàng Savanna và có lẽ rằng mỡ sẽ căn góc để mà mỡ lao vào cái vị tầng xạ thủ team bạn anh em ạ. Hào quang sát thủ, găm dao là đẹp đến từ vị trí của Ranger và thôi, cái con Savanna này nó lại nhốt mỡ trong phòng, nó lại động phòng với mỡ thôi anh em ạ, nó động cho mỡ nằm xuống một mạng rồi. Mỡ tiêu tốn quá nhiều cái sinh lực khi vào phải đối đầu với cả cô nàng Savanna trong tình huống vừa xong, cho nên là mỡ đã phải lên bảng đếm số cái nhẹ anh em ạ. Ok, với cái chỉ số KDA đó là 312. Đó, một cái bài học dành cho anh em ở đây. Đấy là thấy con Savanna đang đứng trong trụ ý thì đừng có ngu mà nhảy vào, nó lại nhốt anh em trong cái khóa ánh sáng ấy, xong rồi anh em không ra được khỏi là thôi. Lúc đấy thì chúng ta động phòng với em nó trong đấy rồi thì chúng ta chỉ có về nhà mà hồi sức thôi. Chúng ta đã trải qua một cái đêm nó quá là vất vả rồi. Em Savanna cũng là một cái cô nàng cũng khá là gọi là có cá tính và có nam tính anh em ạ. Rồi, ok, bây giờ thì mất bùa xanh rồi cho nên là sẽ có một cái động thái đi farm nhẹ, đi farm cái nhẹ và lấy cho mình đó, ui không lấy được cái con rùa này, mà thôi không sao, di chuyển xuống đường dưới và đó là Claude để mà vây hãm cái chàng Hayabusa này. Mỡ sẽ núp lùm một tí nào, mỡ sẽ sinh ra con cá mập và sẽ có một cái động thái lao vào đây rồi. Ami bố phệ anh ta sử dụng cho mình đó là cái vị tầng Roger đang lao vào, cào quá nhiều sát thương đến từ vị trí của Hayabusa chắc chắn sẽ phải nằm xuống ở trong cái tình huống này, bởi vì mỡ đã sử dụng cái hòng cao sát thủ lao lên và sau đó sử dụng cái kỹ năng thứ nhất phi đao một cách hợp lý và chính xác để mà có thể cái được cái mạng của cái vị tướng Hayabusa, mang về cái mạng thứ tư của mỡ trong cái trận đấu này đối với cái vị tướng Gilson trong cái trang phục siêu điệp viên anh em ạ. Nói chung là anh em nào mà thích xem mấy cái bộ phim về điệp viên 007 rồi thì điệp viên không thấy thì anh em nên sở hữu cho mình cái trang phục này, bởi vì ở trong cái trang phục này là cái trang phục của cái vị tướng Gilson dựa trên cái hình tượng là điệp viên siêu bí ẩn đến từ tương lai anh em nhé, đến từ tương lai anh em ạ. Đó, nhìn cho nên là anh em có thể thấy là cái trang phục của cái vị tướng Gilson này nhìn nó rất là hiện đại, chứ nó không còn gọi là cổ trang như cái trang phục mặc định cũng như là những cái trang phục khác nữa, cho nên đôi khi là nó mang đến cho mình một cái trải nghiệm nó rất là tuyệt vời anh em ạ. Đó, thì cái vị tướng Gilson này nó cũng là một trong những cái vị tướng sát thủ mạnh nhất nhì ở meta hiện tại ở cái vai trò sát thủ, cho nên việc anh em tích lũy đủ 200 mảnh skin hiếm ý, rồi anh em sở hữu cái trang phục Gilson siêu điệp viên, cái trang phục hội viên đằng sau này thì nó là một cái điều mà mỡ nghĩ rằng nó là ok, la nó là hợp lý và nó ổn, nó được, nó không quá là phí mảnh skin hiếm. Và đặc biệt là cái skin siêu điệp viên này anh em phải lưu ý là không biết bao giờ nó sẽ bị mất đi đâu, cho nên là nếu như mà chúng ta có đủ cái mảnh skin hiếm mà chúng ta thích chơi những cái vai trò lao vào giao tranh á, như là đánh nhau này, thì mỡ khuyên anh em nên mua nó về. Rồi, đang cố gắng lấy đi cho mình đó là cái con rơi quỷ này và hồi lại cho mình cái lượng máu, và sau đó sẽ là di chuyển lên, bởi vì Roger của mỡ ở trên top và sẽ có một cái pha hào quang sát thủ để mà hạ gục vét mắng được thành công anh chàng Ranger này, vì cái sát thương dồn vào đến từ vị trí của anh chàng Roger này là không đủ để mà có thể hạ gục được Ranger team bạn, và mỡ sẽ lấy đi cho mình đó là cái con rùa này. Ở cái meta hiện tại thì anh em cần phải lưu ý cho mỡ một điều ở đây, một cái điều vô cùng quan trọng, đó là khi mà chúng ta chơi những cái vị tướng mà cần đi ganh, đi đánh nhau mạnh như là vị tướng Gilson này, thì một là bùa xanh, hai là bùa rùa. Đây là hai cái bùa vô cùng quan trọng mà anh em bắt buộc phải có để mà có thể tối hóa được cái sát thương của mình. Bùa rùa là cho chúng ta khả năng phòng thủ, tạo cho chúng ta một cái lớp giáp bảo, đó như anh em đang thấy này, và có cả sát thương luôn nha. Và bùa xanh sẽ là cái bùa mà cho chúng ta cái khả năng có thể tham gia giao tranh liên tục, giúp giảm thời gian hồi chiêu nó nhiều hơn và cho chúng ta khả năng đỡ tiêu tốn đi cái lượng mana cũng như là nội đăng khi mà sử dụng những cái kỹ năng đến từ những cái vị tướng sát thủ kiểu như là Gilson này. Rồi sẽ là clear nhẹ cái con xe này để cho nó không bắn vào cái trụ đi, và sau đó mỡ sẽ di chuyển ra mid, và sau đó là tham gia
cùng với team để mà có thêm được những cái mã gục. Bây giờ mỡ đang là siêu điều viên 5-1-2 rồi anh em ạ. Một cái chỉ số có thể nói là cũng khá là ok la ở giai đoạn phút thứ 9 của trận đấu này. Đường giữa đang là Verlio và Savannah, team bạn mỡ sẽ đứng đây rình dập cái con mỡ nó cá mập một tí nào. Mà thôi, di chuyển xuống đường dưới bởi vì là team mỡ đang có một cái pha giao tranh ép team bạn vào trụ nấp bụi ở đây này, bởi vì có thể là Verlio và Savannah sẽ đi ngang qua đời mỡ trong cái tình huống này anh em ạ. Nhưng mà Savannah thì cô nàng bảo là thôi, một đêm về mỡ trên đường trên là đủ rồi, và Savannah cô nàng sẽ không gọi là đi về gần mỡ đâu để có một cái pha giao tranh trong tình huống này. Mỡ cứ vẫn là núp lùm thần trưởng thôi và sẽ di chuyển ra đường giữa để mà tiến hành đẩy nhẹ cái đợt lính, và sau đó là di chuyển vào cái phần rừng team mình lấy đi cho mình đó là cái con bùa xanh, bởi bùa của mỡ cũng đã hết rồi, sử dụng kẻ hào quang sát thủ để mà có thể áp sát được cái con bùa này rất là nhanh đúng không anh em. Cái vị tướng Kyuzon ở cái ngưỡng sức mạnh này á, nó có thể ăn những cái đơn vị như là bùa biếc rất là dễ dàng. Đây rồi, có cho mình đó là Verlier. Cùng với đó Savannah team bạn nào sử dụng cái mắt bão để mà áp sát được Savannah cũng như là Verlier. Nhưng mà không đủ kỹ năng, đây rồi, hào quang sát thủ và găm dao là đẹp, là tầm nhìn của anh em ạ. Cảm giác như nào nhỉ? Cảm giác bây giờ mình là siêu điệp viên ý, mình không còn phải phi dao bằng cái mắt thường đâu anh em ạ. Mình phi dao bằng tâm trí đây, chắc chắn là sẽ phải lao vào ở trong tình huống này rồi. Trong một kêu đến từ vị trí của mỡ lên cái vị tướng Savannah, thoát khỏi cái pha sử dụng cái kỹ năng đến từ vị tướng heo cướp bằng cái hào quang sát thủ, và sẽ lao vào ở trong cái tình huống này. Chắc chắn là chỉ cần một cái đánh thương một nhẹ thôi là mỡ đã có cho mình đó là cái triple kill đến từ vị tướng heo cướp rồi. Bốn thành viên team bạn đã phải nằm xuống và mỡ sẽ có khả năng bị hạ gục ở trong cái tình huống này, và đang bị dồn ngược sát thực đến từ vị trí của mỡ. Cái pha vừa xong là mỡ hack não nha, nhưng mà thanh niên Hayabusa này não cũng to á, cho nên là mỡ không có được cho mình đó hình như là cái mạng mây nhắc hay sao anh em ạ. Bởi vì là cái thời gian để mà chờ đến cái mây nhắc cũng là đủ để mà mỡ có thể có được, nhưng mà anh chàng Hayabusa này tay khá là nhanh, mỡ đã có cho mình đó là 8 mạng gục. Anh em thấy không ạ? Mặc dù những cái người chơi như là mỡ ấy, múa con này không hay đâu, nhưng mà mỡ vẫn có thể có những cái pha highlight nó rất là đơn giản để mà có thể hạ gục được. Ví dụ như cái pha vừa xong hạ gục được cái anh chàng Valia, kiểu như là sao nhỉ? Kiểu anh em đừng nên quá là nghĩ cái con Gilson này trông nó khó chơi, trông cái con Gilson như này thôi. Nhưng mà nếu như mà so sánh với những cái vị tướng sát thủ khác kiểu như là Fanny ấy, thì nói thật với anh em là Fanny độ khó 10 thì con Gilson này độ khó nó chỉ có 3 hoặc 4 thôi. Và nếu như mà anh em chơi nhiều thì chăm hay nó sẽ không bằng tay quen đâu. Và dĩ nhiên là hát hay nó sẽ không thể bằng hay hát được. Cứ chơi nhiều rồi anh em mình sẽ trở thành một cái người chơi Gilson giỏi mà thôi. Rồi, lấy đi cho mình đó là con Lord này. Và có lẽ rằng cái trận đấu này nó cũng đã kết thúc rồi. Khi mà team của mỡ, ba thành viên đó là Claude, đó là Kufra và đó là Hằng Nga đang có những cái động thái phá đi cái trụ nhà chính, cái chòi canh của đối phương ở trong cái trận đấu này. Và trên đây là cái video clip mà mỡ review về cái trang phục Gilson siêu điệp viên với cái chỉ số KDA Alo siêu điệp viên 912 anh em ạ. Và nếu như anh em thấy cái video clip này hay ho, hãy để lại cho mỡ một like, một subscribe, đăng ký kênh để mà đón xem những cái video clip tiếp theo của mỡ sẽ có nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.